Đây thấy không? Cửa này là cửa dơm đẹp không? Đẹp ghê không? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Chiều hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại công trình của nhà cô Chính cùng với lại 5 người cháu của mình đó. Cô bác quý anh chị thấy cũng khá là lạ ha. Cái mặt đây là cái mặt dần ở đằng trước. Ở đây là cái cửa sổ đây nè cô bác quý anh chị. Còn đây là cửa chính. Anh Hào cũng đã chiều nay cũng gáp cái cửa sổ lên luôn. Và cái phần vách ngăn cái phòng khách với phòng ngủ á cũng đã hình thành lên. Và anh Hùng cũng đã đang gáp những cái lam với cô bác quý anh chị. Nhìn khá là dễ thương ha. Vậy bên kia thì em Quấn cũng đang đi cái phần điện cho nó xong luôn. Chiều nay là mình gáp cửa sổ luôn chưa anh Hợp? Gáp cửa sổ ở trước nè. Xây gọi đã gáp. À. Xây gọi đã đang lên cái đà đang mấy đóng cửa này lại, tại dựng cái cửa sổ này phải dựng cửa đi nè, bắt buộc không có đường ra vô. À. Không ra vô được. Dạ. Để chờ đó. Ừ. Đó, anh Hợp mới nói là dựng cái cửa sổ này là ở đây ra vô không có được. Nên là nữ là có thể nữa mình sẽ đi đường sau đúng không? Làm mau ha. Theo anh nào bánh chia sẻ thì khoảng 3 ngày nữa là hoàn thành cái ngôi nhà này cô bác anh chị. Rất là rộng. Từ đây đến đây là nhiêu mét em quên à? 3m9 hả? Em Quấn cũng đang đi cái CB chống giật nè. Ở đây đang gáp mấy cái miếng lam. Bùi Hồ với lại anh Hợp cũng đi chọn luôn. Nhìn mấy cái miếng lam gió nó lấy cái ánh sáng từ phòng khách vô cái phòng ngủ trong á, cho nó đẹp. Ở đây các anh cũng làm cái cây đà ở đây ha cô bác anh chị. Đây, cái đà này đổ cũng gác ngang. Đó. Và ở ngay tại cái chỗ mí này nè là có sắt gâu hết nha. Có sắt gâu hết và quay qua đây anh một đồng. Đây. Đây có sắt gâu để đâu cô lúc sáng Bùi Hồ quay chưa có gõ nên cô bác anh chị nói là không có sắt gâu. Có sắt gâu để nối với lại cái phần sắt á cho nó kiên cố hơn. Đó, nên là nữ mỗi cái mọi cái chi tiết á mình phải cố gắng cho nó liên kết với nhau. Các anh cũng phải, các anh cho làm thì mình rất là an tâm về cái chất lượng của công trình. À, đẹp ghê. Cái này là từ nữa dán gạch lên, dán gạch lên tới chắc tới đây anh Hợp á. Anh Hợp mét gửi thì chắc khoảng tới đây. Còn ở ngoài trước là dán lên hết luôn, từ đây lên đây thì đi bơi màu trắng luôn. Nên là nữ là cô bác quý anh chị cứ an tâm, ngôi nhà này cũng sẽ rất là đẹp luôn. Đây đổ cái đà đây rất là, đây có cái đà gác ngang để cho nó không bị nứt hay xé tường gì đúng không? Chút xíu nó đổ cái đà trên nó thẳng qua luôn. Ở trên đó còn một cái đà ngang thẳng qua nữa. Đó. Này là review chân thật nhất về xây dựng luôn á. Người ta nói là nước mà càng trong thì càng không có cá. Giống như mình review chân thật quá cũng tội nghiệp mấy anh thợ. Không phải gọi là review nó sắc sảo từ chi tiết, mình giống như là mình review xây dựng. Nên là nữ là thôi thì kệ, anh Hợp nói câu là dàn thật thì không sợ lửa. Đó anh Hợp nói câu vậy á. Đây là cái lối đi vào ha. Anh một đồng quay bên qua bên kia, cái đó là cửa chính bên đó. Trước mặt này là cửa sổ nha, cửa sổ ở đây. Và đây là cái lối đi vào. Đây. Đi né né qua một tí xíu. Dạ. Dạ, xích qua đi anh. Dạ. Anh cái anh đang làm á. Đây là cái phòng nè. Đây thấy không? Cửa này là cửa dơm đẹp không? Đẹp ghê không? Còn đây là alu. Alu này gọi là alu giả đá nha. Nó mắc hơn so với những alu khác anh Vũ ha. Mắc hơn mấy alu khác mà nhìn rất là đẹp. Cô bác anh chị thấy những anh Vũ chọn cái alu mà cái có cái vân vân này nó giống như màu gạch của Bùi Hồ với là anh Hợp chọn không? Anh cho nó tiệp luôn. Dạ cho nó tiệp luôn. Và lần này anh làm có khác hơn so với lần trước là anh sẽ alu giả đá này đó nên anh sẽ bắn keo. Nên là nữ nó chắc hơn và nó đẹp hơn đúng không anh Vũ? Dạ đúng rồi. Bắn keo nhìn rất là sang luôn. Nó liền lạc hơn. Dạ liền lạc hơn. Còn vô đây anh Đồng ơi. Đây là cái phần cửa sổ. Khung nhôm. Ở khung inox. Nhưng mà cửa sổ nhôm nhưng mà khung inox ha. Cô bác anh chị thấy nó đủ ánh sáng không? Ngôi nhà đẹp sắp hình thành này, nhớ đăng ký kênh của mấy anh em để mà theo dõi lúc hoàn thành bàn giao như thế nào ha. Đẩy rất là nhẹ. Đó, không? Đẹp không? Nhiều đó là thấy vui chưa? Vậy là anh Hoàng Đồng thấy vui không? Vui. Đây, ở đây có một cái ổ điện. Đi mấy cái ổ điện hết của ngôi nhà luôn để nó có gì anh gắn quạt á. Phần đi điện này thì em Quấn đi.
anh hợp nhận thì gồm có đi điện, đi nước rồi hết luôn. Bây giờ là các anh đang làm thành nữ, âm thanh nó hơi ồn, làm cho kịp tiến độ, nên thành nữ là nhà xa thì các anh làm nên không có kêu mấy anh ngừng được. Anh cô bác anh chị nghe âm thanh nó có ồn á, cố gắng thông cảm cho các anh em. Dây điện của mấy anh thợ ở đây thì Khánh đang khoét cái cửa sổ, cắt đi em, tí xíu nó là xong rồi. Xong rồi đó đâu. Cái này nó xong. Cái này nó xong rồi. À còn cái cửa sau nữa. Cái cửa sổ này rộng lắm. Nhà của cô Chính á. Cắt đi em, cứ cắt đi bình thường. Nhà của cô Chính á là thoáng lắm. Sau khi dỡ hết những cái gian nhà nhỏ đó thì gian nhà chính thì thành nữ rồi, nó rất là thoáng. Khoét cái cửa sổ ra, mở cái cửa sổ ra là mình thấy nó rất là thoáng luôn. Ê, nè, bây giờ nhìn tổng thể nè. À, đẹp không? Tin nhốt lại trong này. Thông tin với cô bác với anh chị là ngày hôm nay cũng nhận được sự hỗ trợ của bà Xuyến gửi cho 300 đô cho các anh thợ. Thì Bùi Hồ cũng có thay mặt bà để mà khoác mỗi anh 500 nghìn đồng còn dư ra. Thì tối nay sẽ ăn tiệc. Thì có một cái anh hay cô chú anh chị bình luận như thế này: Bùi Hồ này làm như là thích ăn tiệc lắm hay sao á, cứ có quà lặn tiệc về xong ngôi nhà ăn luôn không được sao. Thì thông tin rằng á là vì ngày hôm nay mới có đầy đủ các anh thợ, anh Vũ ngày mai phải trở về lại Đồng Tháp rồi, nên có anh ở đây thì mình sẽ tổ chức ăn tiệc cho chung vui luôn. Chứ anh Vũ anh về đội của anh 5 người rồi, anh Hải về luôn rồi, không lẽ còn lại có bốn anh em ăn sao. Nên là nữ cho nó vui, bà cũng nói là thôi để cho các thợ một bữa đi, coi như cho các anh giải trí. Mà bây giờ cũng bị nói nữa, nói kiểu như là phiền cách mình sao quá ham ăn sao. À, anh hả, sao nói bữa nay ăn tiệc rồi ba la. Không có, tại vì nói chung ra là mà anh Vũ mời anh về rồi. Với hai nữa anh 12 anh mà lên nhà anh chơi cho biết. Với hai nữa mời anh về với anh em còn 2-3 người nữa đâu có vui giùm lắm cho anh. Anh Đồng tính nói gì không, mình tính nói là cái buổi tiệc này là cái buổi tiệc mà cô bà thì đãi cho các anh thợ thôi, cho nên cái buổi tiệc anh em cũng không có thể cập nhật. Đâu có phải là ăn mừng nhà mới gì đâu. Đúng rồi, không có cập nhật. Thì chia sẻ cho mọi người biết như vậy. Nên đừng bình luận trước khi phán xét. À, dáng đẹp ha, nói chung nhìn thấy đẹp quá anh một đồng. Ở đây có một cái cửa sổ ngoài sau này luôn ha. Cửa sổ này. Đó, cửa sổ đây nè. Có anh về đây không? Làm cái cửa sổ này bề ngang như 1m2, 1m4 đúng không? 1m2. 1m2. Dạ. Dạ thấy rồi. À. Nhìn ngôi nhà này nhìn thoáng ghê á. Bệnh anh hả? Thôi, tại không có chuyện một cơ cơ. Nhìn anh một đồng thấy sao, ngôi nhà thấy sao? Anh thấy ngôi nhà tuy là chưa hoàn thành, cũng sắp xỉ là hoàn thành, nhưng mà khá là đẹp luôn. Ôi. Đây là xịt nước sơn chống xét. Có nhiều cô chú anh chị nói làm sao không xịt nước sơn chống xét, nó có xịt nhưng mà tại vì cập nhật ở những ngôi nhà trước rồi. Thì ngôi nhà này không lẽ quay lại cái vụ nước sơn chống xét này lần nữa. Tại vì nó, các anh cũng ngôi nhà nào cũng xịt hết, ngay chỗ mấy mối hàng đều xịt để cho nó chống xét hết à. Nên là nữ là thợ cũng lành nghề nên cô bác anh chị cũng yên tâm. Đúng anh Bon? Ở xịt mới được chứ. Tại vì mấy cái mối xét mà ngay chỗ mấy mối hàng này nè, nên là nữ là phải xịt. Sau này anh Hợp sẽ làm lại phần này, giờ cái lưu nước qua cho qua bên kia luôn anh Hợp ơi. À, đi nước lại. Dạ. Nãy giờ cũng làm xong cái phần cửa sổ cho cái phòng thứ hai cô bác anh chị. Xong chưa Khánh? Xong rồi. Dạ, đẹp ha. Sơ sơ cái nữa là xong rồi đó. Cái cửa sổ phòng này nó nhỏ hơn cái cửa sổ đằng trước nha cô bác anh chị. Cửa sổ mặt đằng trước thì nó bự hơn, cũng khá là đẹp luôn. Đây là cửa nhôm, khung này là cái khung inox. Dạ. Đó nên rất là kiên cố luôn. À, cửa này là kiến, này là kiến mờ, anh ở ngoài nhìn vô cũng không có thấy luôn, lấy được gió và ánh sáng. Dạ. Nhưng mà làm cửa sổ như thế này á là các bé là khi mà mưa á, cô chính phải tự chủ động đóng cửa sổ lại để nó ướt cái phần trong.
đẹp ha. Nói chung là cái cửa sổ này so với cái phòng này mình thấy nó rất là căng xứng luôn, nó vừa dặn đúng không, nó đẹp ghê á. Đẹp dạ. Cả hai này là thấy là vừa trong phòng luôn nè, sáng quá đẹp. Nó bị gì Khánh? Đây nè, nó hơi dướng này xíu, anh đang chỉnh cái ra. À, Khánh đang chỉnh lại cơ quan anh chị dạ. Để cho chỉnh xong đi. Nói chung là cái cửa này nhìn đẹp lắm, mình thấy nó cân đối với lại cái khuôn viên phòng. Phòng này thì nó không nhỏ lắm, nó cũng không to lắm, nó vừa đặt cái giường mà có thể đặt được một cái tủ nhỏ nhỏ luôn, dễ thương. Nói chung là cái giường thì đặt vừa đây. Khánh cũng làm này xong luôn nè. Ổ khóa xây tay xây á. Nãy vừa hồ vô là bị phá lại cái rồi. Dạ. Tưởng đâu là không lối thoát rồi. Nhưng mà nhờ anh mới có lối thoát. Đây, quay xa xa nhìn cái alu giả đá nhìn tuyệt vời không? Đẹp quá. À, các anh bữa nay là các anh tăng tiến hơn, là các anh không có bắn ngốc vô nữa mà các anh làm giống như là mình xây gạch lên luôn á. Dán keo này chắc lắm. Mặc dù là keo nhưng là rất là chắc luôn. Đang bắn cái phần dách. Anh Bon đang bắn cái phần dách là sao? Bắn xong thì khéo khoét cái cửa sổ này làm cái khung rồi. Một tí xíu là chỉ cần khoét cái phần này ra nữa là xong. Qua đây đi ha, đây là cửa sau. Đây. Đây cô bác của anh chị. Bây giờ thì cũng 2:40 rồi, gần 3 giờ. Hết cái cửa sổ này là chắc khoảng chiều nay xong không anh Bon? Xong anh ơi. Xong ha. Còn bắn mấy miếng tôn vô nữa, khoét cái cửa sổ nữa. Đâu có đâu cửa sổ mà. Chú ơi, chú đây là chú đẹp trai. Chào khán giả cái chú. 60, chú nhiêu tuổi rồi? 60 à? 61 rồi. Hết học à? Ồ, lục tuần rồi. Lục tuần rồi. Mới mừng thọ xong là đi làm tới giờ luôn. Chú vui lắm, coi chú đi làm vui lắm. Ở đây chừng nữa làm cái sàn nước luôn, cái lu nước này giờ qua. Dạ, cán cái này qua cho nó đẹp. Dạ. Nhà này là rộng lắm nha, khuôn viên này là 12m, 2 phòng rồi. Dạ. Đúng rồi. À, bây giờ anh đứng đó xa nữa rồi. Rộng ghê ha. Rộng không? Cái lối đi này rộng lắm. Nói chung là ngôi nhà này là không phải là ngôi nhà ước mơ của cô riêng cô chính nữa, mà những hoàn cảnh khác thì thậm chí là ở cái mức độ mà làm ăn thu nhập thì bây giờ cắt ngôi nhà này á cũng là ước mơ của rất là nhiều người nữa. Không phải là chỉ riêng như hoàn cảnh khó khăn của cô chính đâu, nhưng mà được sự chung tay góp sức của Quý Mạnh Thường Quân á thì ngôi nhà này được mọc lên giữa những ngôi nhà kế bên, mà nó nhìn cũng đẹp ghê. Qua đây quay này cho cô bác anh chị thấy luôn nè. Đây các anh xây gạch này lên nè cô bác anh chị, xây gạch lên thì nói các anh sẽ dán gạch trắng vô cái viên gạch này luôn. Thông tin là cái phần này á thì xây lên rồi dán gạch 3 tấc lên. Rồi cái phần này dưới này nó khích lắm, côn trùng nó vô không có được, nên là thành thử là cứ yên tâm. Còn cái phần người ta này anh Hùng sau khi xây ra 3 viên gạch nhìn mặt đẹp trai ghê không? Đẹp như anh Hùng như vậy. Lát nữa tí xíu đổ đà anh Hùng ha. Giờ nó gắn một chút đổ. Dạ. Đẹp quá. Đẹp quá đẹp luôn. Tao Phong chuyển vô chưa anh hả? Chưa, đang chở vô, chở cái này cũng định. Lên luôn. Dạ. Thôi bây giờ thì màu La Phong thì chắc có lẽ là cô bác bên chị cũng biết rồi. Bùi Hồ cũng đã chọn một, dưới anh Hợp cũng có chọn một màu trắng mà bông xanh. Nó phù hợp với cái màu gạch ở dưới luôn. Nên là nữ bây giờ mình chơi này, mình làm cái này cho nó mới lại. Màu tông xanh thì nó cũng khá là dễ thương. Trắng không phải trắng hết, là nữ là nó cũng đẹp. Nó không có tối. Mà nó không, cũng không có chối quá. Ủa, anh Hải ơi, em gửi cho anh để anh trả tiền vật tư La Phong luôn ha. Dạ. Ở này là mình lãnh cái công trình, anh có thể nói là mình lãnh cái công trình La Phong này là bao nhiêu tiền anh thấy hả? Nó 8 triệu anh. Dạ, anh làm hết luôn. Anh tự làm tự đóng luôn rồi, vật tư luôn là 8 triệu. Thì Mười Hồ cũng sẽ thay mặt Quý Mạnh Thường Quân gửi cái tiền La Phong cho anh Hải trước 5 triệu đi. Rồi. Dạ, 1. 2. 3. 4.
Nè. Rồi, cảm ơn anh nhiều ha. Dạ. Chiều nay anh đóng là phong kịp không? Không kịp, anh trở đem giao trễ quá. Dạ, ngày mai mất tốn thêm ngày nữa. Ngày nữa. Đâu không, phải giao hồi sáng thì giờ cũng xong. Giao đầu giờ trưa rồi đóng cũng xong. Dạ. Phải làm sao, phải kêu vật tư, phải đợi. Đợi gì? Mới chuyển vô mình có mấy cái cây. Rồi, cảm ơn anh Hải nhiều ha. Dạ, dạ. Dạ. À, bây giờ lắng đi tí xíu nữa anh đóng là phong. Anh Hợp chiều nay là làm này luôn không? Cái gắp cửa sổ đây luôn không? Ừ. Đi không được đúng không? À, gắn cửa này luôn là khóa lại. Khóa chỗ cửa này luôn, đi không được. Bây giờ thì cũng 3 giờ rồi. Chiều nay thì anh Hải sẽ đóng la phong. Rồi đóng đến đâu chắc anh Hải đóng đến đâu hen đó mai làm tiếp. Rồi anh Hợp cũng ngày mai chắc chiều nay đổ cái đà này nữa. Thì chừng nữa làm luôn cái phần này. Nhưng mà coi như là mình chỉ mới hoàn thành khoảng 60-70%. Những cái chi tiết nhỏ nhỏ ở trong nhà, mặc dù là nhỏ nhưng mà nó tốn thời gian lắm. Giống như anh Hợp, anh Vũ anh dựng nguyên cái khung lớn thì nó mau. Nhưng mà vô từ cửa, khoét cửa sổ rồi làm cửa cánh rồi làm này làm kia, nó mỗi cái một chút nó lâu lắm. Mỗi người bỏ việc khoảng 10 người mà làm trong vòng, phải nói là mau nhưng mà cũng khá chất lượng. Thầy thông tin với cô bác của anh chị Bùi Hồ đến đây là để chia sẻ thức phim này cho cô bác của anh chị, chứ không có coi ca gì đấy được nha. Cô bác của anh chị nói Bùi Hồ mấy anh em coi ca gì, mấy anh em tin tưởng nhau lắm, chỉ chia sẻ để cho cô bác với anh chị biết là nhà cô chính xây đến thời điểm này là nó như thế nào thôi. Còn các anh em thì làm thì phải nói là mình rất là tin tưởng những ngôi nhà trước các anh em cũng đã xây rồi thì tin tưởng các anh lắm. À, bây giờ hàng cái gâu nè, hàng mấy cái gâu để đổ cái đà nó nói vô á, để cho nó kết nối với phần tôn với lại cái phần gạch, phần sắt á. Cái này là chừng nữa là nữa tô bích luôn anh. Dạ anh Hùng, tô bích cái cây cột này luôn nè. Đẹp ha, đẹp không? Thôi chắc có lẽ là video clip dài rồi, quay vô đi, đi vô lần nữa đi. Mình thật ra thì các anh em cũng cảm thấy vui vui đi ra đi vô hoài quay cho cô bác anh chị, tại vì chắc có lẽ đây là ngôi nhà thứ ba mà cắt xa nhà, thứ tư chứ. Ngôi nhà của cô Thu á thì chỉ sửa lại thôi, nên là nữ nó không giống như cái ngôi nhà cấp mới. Ba ngôi nhà cấp mới là ngôi nhà của chị Dứa nè, ngôi nhà của cô Út nè, ngôi nhà này đó. Thì ngôi nhà này thì các càng ngày càng rút kinh nghiệm, càng ngày càng mới tăng tiến lên mà càng ngày càng tốn nhiều tiền hơn. Đó, nên là nữ là sau này cũng có mua một số đồ dùng cho nhà của cô nữa. Thì rất chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã ủng hộ đến thời điểm này, để cho cô chính cùng mấy đứa cháu có một cái nơi che mưa che nắng đúng nghĩa, mà không phải đúng nghĩa mà đẹp luôn. Nãy giờ thì cũng tính kết thúc clip rồi đó cô bác quý anh chị. Tuy nhiên thì thấy la phong đẹp quá, thành thử là nôn nôn. Thành ra là nôn nôn thì quay cho cô bác quý anh chị xem cái la phong này. Chết rồi. Đầu phong này thấy lại rồi. Dán rồi. Dán rồi. Ây da, nặng dữ ta. Nặng lắm. Không coi. Nó quậy lắm. Mở gà con. Đó có mấy miếng gà nè. Chìa phá, em lấy cái chìa phá rập. Lấy chìa phá rập, rập keo đi. Có miếng gợi đây nè. Trời. Trời. Hết hồn. Ở hôm này chất liệu không phải là không ngủ mà là không gì ta. Bùi Hồ cũng không biết luôn. Con này là bằng gì anh Hồng? Alu da đá hả? Alu nè, da đá nè. Ủa anh chị thấy màu đẹp không? Đẹp. Đẹp ha. Nặng lắm. Lâu này nặng màu bông xanh nè. Màu này thì
nó khớp với là cái màu dân của màu xanh của Vân Gạch á. Ừ. Nữ là nó đẹp, nhìn dễ thương ha. Đó. Thôi bây giờ cứ vào mò xong rồi. Cái thuốc lép thiệt rồi đó. À, nhìn dễ thương không? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị clip sau. Làm luôn hả anh Quấn? Dạ. Đóng luôn hả? Đóng đóng. Đang đóng luôn hả? Dạ. Quay nữa không? Nữa đi. À, xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị khi mà nóng hoàn thành ha. Còn bây giờ chắc có lẽ là kết thúc clip tại đây được nha.